Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với năm 2017. Trong đó, cá tra đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, tôm 3,58 tỷ đô la Mỹ, nhóm hải sản gồm cá ngừ 675 triệu đô la Mỹ, cá khác 1,52 tỷ đô la Mỹ, vân vân. Năm 2019, Tổng cục Thủy sản sẽ tập trung đưa luật thủy sản năm 2017 vào cuộc sống, tiếp tục phát triển ngành thủy sản bám sát định hướng phát triển theo chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam năm 2020, quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tái cơ cấu ngành thủy sản theo kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vân vân. Năm 2019, ngành thủy sản phấn đấu giá trị sản xuất tăng 4,25% so với năm 2018, tổng sản lượng thủy sản đạt 7,9 triệu tấn, trong đó khai thác 3,6 triệu tấn và nuôi trồng 4,3 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ đô la Mỹ.